Vâng, em xin chào mọi người, chào tất cả các anh chị em nhá, chào các bác. Thì hôm nay em muốn chia sẻ mọi người là những bác nào mà đang có con xe mà nó rẻ tiền thôi, ít tiền thôi, nhưng mà nó có cái sự chống ồn của nó rất là kém, thì các bác khắc phục theo cách của em nhá. Thật sự thì những cái con xe mà nó ít tiền ý, thì nó chống ồn không tốt đâu ạ. Bởi vì cái thân vỏ của nó kém, cái giảm xóc của nó kém, và cái gầm bệ của nó mỏng nên là nó sẽ gây ra ồn nhiều hơn. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Mình của ít tiền thì không thể là nó ngon nghẻ như cái của nhiều tiền được. Thì có một cái cách khắc phục là nó đơn giản thôi, nhưng mà các bác phải xác định đi lâu dài, một thời gian lâu lâu thì các bác mới khắc phục cái kiểu đó thì nó sẽ ok hơn một chút. Đấy, thì cái con xe này hôm nọ thì em có đi với mấy anh em ấy, thì đi đường đất ấy, thì em cảm giác được là khi đi đường đất nó đỡ ồn hơn nhiều. Đấy, và đi đường nhựa phẳng lì thì nó cũng đỡ ồn hơn nhiều. Nhưng mà đi đường bê tông sóc một chút, đấy, có nhiều cái gờ hay là cái đường bê tông xấu nó lỗ chỗ, hoặc là đường đá nó nhiều hòn đá nó gồ ghề lên ấy, thì rất là ồn. Đấy, nhiều bác mà có comment trên kênh của em bảo là Spark đi như cái chuồng gà di động thì em công nhận. Đấy, có sao em chia sẻ vậy và có sao em nói vậy, chân thành trực thực tế đến các bác nhé, nói rõ ràng quan điểm luôn. Nhưng thì em có thấy là cái người anh bạn của em ấy thì có chạy xe con Mazda 3, thì tay đấy rất là lắm tiền đấy, làm hắn ta làm bên nội thất nhà thạch cao ấy, thầu anh em, thầu các bác nhé, thì cũng ok đấy. Mặc dù con Mazda 3 cách âm rất là tốt rồi, nhưng mà hắn ta muốn nó cách âm tốt hơn nữa thì hắn ta mới là độ cái lốp Michelin. Đấy, lốp Michelin thì có thể nhiều bác cũng biết rồi, và nhiều bác thì cũng chỉ biết đó là nó bám đường tốt hơn thôi. Nhưng có một cái công dụng nữa mà nhiều anh em chạy xe máy, hoặc là xe máy thì nó không để ý được, nhưng ô tô ấy, thì có một cái công dụng nữa, đó là nó chống ồn mọi người nhá. Tại sao lại như vậy? Cái phẩm chất, đấy, cái tố chất và cái chất liệu của con cái lốp Michelin ấy thì nó là bám đường tốt này, và nhanh bị mòn hơn lốp thường. Đấy, tại vì nó bám tốt nên là nó nhanh mòn hơn cái lốp bình thường, và nó có cái tố chất là nó mềm hơn cái lốp bình thường, cho nên là nó sẽ cách âm tốt, nó sẽ giảm chấn tốt hơn, và nó tiến tới là nó cách âm tốt hơn mọi người nhá. Nó không gây ra rung động nhiều thì nó sẽ không gây ra cái sự ồn ào trên xe. Đấy, khi mà nó đã êm rồi ấy, nó cũng như một cái cục cao su mà nó mềm thì nó sẽ giảm chấn tốt hơn. Còn cục cao su cứng thì khi các bác đóng cửa, đơn giản như cái đóng cửa cục cao su nó quá cứng thì nó cũng gây ra tiếng ồn. Đấy, thì lắp cái lốp Michelin lên xe á, thì bác nào mà xác định mua chạy lâu lâu một chút thì các bác chơi cho em 4 quả Michelin thì sẽ giảm được tiếng ồn đáng kể đấy mọi người ạ. Còn cái chỗ sóc quá thì tất nhiên là phải có ồn rồi. Còn đi bình thường thì nó giảm tiếng ồn đáng kể. Đấy, và những cái giảm sóc xe rẻ tiền thì nó không được êm ái như những xe đắt tiền được. Đó là điều dĩ nhiên và mình phải chấp nhận điều đó. Nhưng mà các bác lắp được 4 quả lốp Michelin thì sẽ giảm được cái tiếng ồn đáng kể. Vì cái lốp Michelin nó có cái độ nhún tốt hơn cái lớp cao su của lốp Michelin này. Lốp Michelin này nó sẽ có cái độ êm ái hơn, nó không có cái kiểu cứng nhắc như cái lốp rẻ tiền này. Đấy, em có thể nói là cái lốp rẻ tiền. Về nếu mà cái lốp trong các cấp lốp bình thường ấy, đấy, ở trong nước này thì em thấy là hiện tại đang bán thì thường thường là lốp Michelin là gần như là đứng đầu rồi. Đấy, về chất lượng. Đấy, và giá cả thì tất nhiên là cũng đắt nhất rồi, gần như đắt nhất. Thì có thể một số lốp khác nó sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà cái lốp Michelin là một cái lốp chất lượng và sẽ giảm được tiếng ồn đáng kể cho tất cả những cái xe ô tô.
Đấy, các bác nào mà đi lâu lâu một chút thì lên đầu tư 4 quả lốp Michelin thì em đảm bảo các bác là sẽ không thất vọng đâu. Đó, và cái video clip này em muốn chia sẻ với các bác nào mà có thể là chỉ nghĩ là cái lốp Michelin nó chống trơn trượt tốt. Đấy, chống trơn trượt tốt thì các bác nên suy nghĩ lại là cái lốp Michelin nó có tác dụng chống ồn nữa các bác nhá. Chống ồn rất tốt. Như cái con xe này của em đi hôm nay, anh em đi đường đất thì em cảm thấy rất là êm. Tại sao vậy? Tại vì cái đường đất nó không có cái sự lung lắc nên nhiều. Đấy, đường đất gần như đất không đấy, nó không có đá nhiều đâu. Đấy thì em thấy nó rất là êm, tại vì cái này cũng là con xe đều thôi nhưng mà giảm xóc nó cũng tương đối tạm được. Đấy, em thấy nó rất là êm, mặc dù hôm nay đi bốn anh em thì nó cũng không sao cả. Thì chứng tỏ là khi mà nó ồn thì cái lốp này nó rất là cứng, cho nên là nó sẽ gây ra cái hiện tượng, nó sẽ gây ra hiện tượng là nó sẽ giảm chấn kém và nó lung lên cả cái thân xe, nó gây ra tiếng ồn. Đó, các bác nào mà cảm giác cái xe cũng rẻ rẻ tiền như con Kia Morning hoặc là những cái xe dưới 100 triệu đổ xuống thì các bác chạy lâu dài thì các bác lắp 4 quả lốp Michelin cho em nhé, đảm bảo các bác đi trời mưa sẽ không bị trơn trượt và đi nó sẽ êm ái hơn. Đấy, chắc chắn. Và nhìn cái chất cao su trên Michelin thì các bác miễn chê rồi, cảm giác nó rất chắc chắn các bác nhé. Và video clip lần này em xin chia sẻ đến các bác đôi điều như vậy. Cảm ơn các bác đã xem video clip của em và đón xem những video clip tiếp theo nhé. Chào các bác.